I won't ever slack up. Punk, you better back up. Try and play the role and yeah, the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up, touch the ceiling. Once there's a funk, yeah, someone's fucking jump. Yo, I'm bend that, bend, and then I'll take the funk's hot feeling. Fuck it, amps in the trunk, and I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got props from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up and get down. Jump, 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 jump. Oops, sorry ladies. Do you ever fool? Cause I do to the limit. Trying to step to me, get ticket, ticket, ticket. I got the skill, come get your fill. Cause when I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Amps in the jump, jump around. Pack it up, pack it in. Jump. Amps in the jump, amps in the jump, jump. Get up, amps in the jump. Pack it up, pack it in. Pack it up, pack it in. Pack it up, pack it in. Let me begin. Thuận đến với chương trình bằng một ca khúc rất mới của mình, ca khúc có tên là Cám Dỗ. Đây cũng là một ca khúc mà Thuận viết nó cũng khá là khác so với những phong cách mà trước giờ Thuận cũng hay viết, một phong cách cũng khá là hiện đại. Tuy nhiên, ngày hôm nay đến với chương trình 102 thì Thuận biết là chương trình sẽ làm rất là nhiều những cái bản phối về ca khúc này. Thì thật sự là bản thân Thuận cũng rất là tò mò và hy vọng là khán giả cũng sẽ yêu thích ca khúc, cũng giống như là nhìn thấy một cái gương mặt mới, một cái diện mạo mới trong âm nhạc của Nguyễn Hồng Thuận. Giữ em đi.
Ca sĩ Huyền Caddy cùng với ban nhạc 102. Quý vị đang theo dõi chương trình 102 The Only Show. Thưa quý vị, với chương trình này như chúng tôi cũng chia sẻ là những sáng tác mới nhất chưa được trình làng bao giờ của những nhạc sĩ hàng đầu của Việt Nam sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả thông qua những phần biểu diễn của các ca sĩ. Và điều đặc biệt là trong mỗi một đêm như vậy thì một ca khúc mới sẽ có ba cái bản phối hoàn toàn khác nhau để quý vị có thể cảm nhận được một cách trọn vẹn nhất cái nội dung, tinh thần, cảm xúc của bài hát. Và sẽ có 6 màn trình diễn trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau mỗi phần trình diễn thì chúng ta sẽ chấm điểm như sau: 30% số điểm sẽ thuộc về khán giả trường quay, 70% số điểm sẽ thuộc về nhạc sĩ và khách mời. Và chúng ta sẽ có tổng điểm là 100 cho phần chấm điểm này, trong đó 50% đến từ bản phối và 50% đến từ ca sĩ trình diễn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Huyền Caddy. Khi mà nghe cái ca khúc này á, thì em đã phải mất thời gian bao lâu để nghiền ngẫm được cái câu chuyện trong ca khúc? Điều đầu tiên khi em nhận được bài hát này thì em cũng có tìm hiểu về lời của bài hát ạ. Theo em thì người con gái trong bài hát mà anh Thuận viết, theo như em hiểu thì em nghĩ là người con gái này đã vượt qua được nhà, được xe, được kim cương. Ngày hôm nay khi mà ngồi ở đây thì nghe Huyền Caddy hát và một cái bản phối của ban nhạc thì nó khác hẳn với cái đứa con mà ban đầu khi mình sinh ra. Trong đầu mình tưởng tượng nha, là một cái cô gái Việt Nam rất là thùy mị, rất là đoan trang, rất là nhẹ nhàng thôi, thủ thỉ, rất là tâm tình nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà qua tay ban nhạc, bản phối thì đây thành một cô gái rất là sexy, cái là hơi rock, rất là nổi loạn. Thì nói chung là cũng rất là thú vị và cũng đang tò mò là không biết là cái bản phối thứ hai, thứ ba nó như thế nào. Dạ, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho phần thể hiện đầu tiên của ca sĩ Huyền Caddy. Thời gian bắt đầu. Xin được cảm ơn ban giám khảo cùng với quý vị khán giả. Cái ca khúc này là một cái ca khúc mà tôi viết về chuyện tình của một người bạn rất là thân.
một người đàn ông. Khi mà mình sống với một người phụ nữ mà cảm giác hai cái tâm hồn nó không còn đồng điệu nữa đó, thì anh ấy muốn chia tay, nhưng mà thật sự trong cái tâm hồn anh ấy, cái lòng của anh ấy vẫn muốn là không có chuyện đó xảy ra. Ca khúc này tôi lấy tên là Dù Đã Mất Nhau. Thì thông qua cái chương trình 102 The Only Show này, tôi rất là mong muốn cái tác phẩm của mình sẽ được các ca sĩ, các nhóm producer khoác cho nó một cái áo mới, cho nó hợp với cái xu hướng nghe nhạc của các bạn trẻ bây giờ. Xin được chúc mừng Viễn Trinh cùng với JBK Team, các bạn đã hoàn thành phần thể hiện của mình. Xin chào Viễn Trinh. Vừa rồi thì em đã thể hiện ca khúc Dù Đã Mất Nhau. Và em cảm thấy như thế nào về phần hòa âm phối khí cho ca khúc này? Và khi tập bản phối này thì có gì khó khăn không em? Dạ có ạ. Tại vì khúc đầu á, em
hơi khó vô nhịp chút xíu ạ. Tụi em cũng tập nhiều và quyết định là chọn cái bản này là bản cuối cùng để mà trình diễn. Thì em chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể. Thế thì khi mà em hát cái ca khúc này thì em hình dung ra cái người phụ nữ trong cái câu chuyện này như thế nào? Em thì em hiểu theo ca khúc này giống như là hai người yêu nhau nhưng mà có một người không yêu á, thì em là người bị không được yêu, cho nên là sẽ mong cái người đó sẽ quay về với mình. Thì em hiểu như vậy, em hiểu sao thì em hát vậy thôi ạ. Thì thật sự Nguyễn Chinh á, thì khi mà em cảm được bài hát này là theo anh nghĩ là có một cái sự khó đó. Anh thấy cái hồn của em cảm được, anh rất là cảm ơn em. Thì về phần bài phối thì rất là hay, anh rất là thích cái bài phối, nhưng mà anh chỉ tiếc cái đoạn sau đó, lúc mình đổi tiết tấu á, nó nhắc gừng quá, nó làm cái giai điệu của anh nó đang một cái giai điệu mà mình tâm sự mà. Thì Trinh cũng vậy, Trinh hát cái đoạn sau nó không được có hồn như là cái beat trước. Em không đồng ý với anh. Em không đồng ý với anh. Là cái bản phối đó em là rất thích cái chỗ đổi tiết tấu đó. Đúng rồi. Chính xác. Đúng không? Chính xác. Cái bạn làm bài phối này là rất là đầu tư luôn. Thường cái cấu trúc người ta làm á là từ đầu tới cuối bài xong người ta sẽ copy lại lần sau. Nhưng cái bạn này thật sự là làm hai lần bài nó đều khác nhau hết. Cái là bạn phải bỏ rất nhiều thời gian để làm chăm chút cho từng đoạn của bài hát. Vì bài hát mới quá. Lần đầu mọi người cần phải có thời gian để tiếp nhận nó. Thế nên là tất cả các ý kiến em cứ lắng nghe và em cứ bình tĩnh. Em cứ tự tin lên vì mình còn nhiều vòng thi nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của hai nhạc sĩ Minh Nhiên và ca sĩ Nam Khánh dành cho phần thể hiện của ca sĩ Viễn Trinh cùng với lại JBK Team. Thời gian bắt đầu, mời quý vị khán giả. Vâng, thời gian đã hết. Xin được cảm ơn, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Alo, Bảo em. Anh gọi cho em cả chục cục mà không thấy bắt máy. Hôm nay lịch ghi hình của em nè, sao chưa thấy tới? Em bị vấn đề về sức khỏe hả? Ok, để anh vô nói với lại đạo diễn chương trình. Alo, Pai hả em? Họ đang ở đâu rồi? Hôm nay ngày ghi hình mà không thấy. Sao? Bị gì? Trời. Ok, thôi được rồi. Em giữ gìn sức khỏe đi. Ê, Bảo với lại Bai bị dính rồi. Bây giờ em gọi cho bên sản xuất, em gọi cho bên ekip đạo diễn để máy. Đúng rồi. Hi em. Các em ơi, anh có một cái tin không vui là trong team của chúng ta có ca sĩ vì lý do sức khỏe vào giờ cuối rất là bất khả kháng không tham gia chương trình được. Cho nên là sau khi hội ý gấp với team đạo diễn và hội đồng giám khảo thì bọn anh nghĩ rằng là chỉ còn có các em giúp được chương trình bằng cách là các em sẽ hát thay bạn có sức khỏe không tốt. Anh hiểu rằng các em lăn tăn nhiều về cái bài hát, đúng không? Trong ánh mắt của em, anh thấy được điều đó. Thì hội đồng giám khảo và team đạo diễn cũng đã nghĩ đến điều đó, cho nên sẽ có một cái phương án. Thứ nhất là điểm số của các em, dù các em hát hai bài thì cũng sẽ lấy cái bài nào mà điểm số cao nhất để làm điểm số chung cuộc cho đêm nay. Đó là cái thứ nhất, để các em không có phải áp lực quá lớn khi mà hát thay bạn khác, và cái để mang tính công bằng.
thì sẽ không có chỉ định, mà ngược lại là sẽ tiến hành bốc thăm. Thì các em bốc thăm trúng cái chữ không, có nghĩa là các em không cần phải hát thay. Em nào bốc thăm trúng tên bài hát nào thì các em sẽ hát thay bài hát đó, với cái tiết mục của bạn ca sĩ bị vắng mặt. Ok, các em có ý kiến gì không, mà cảm thấy là ok không, có giúp chương trình được không? Chơi nhé. Ok, quá tốt. Không cần suy nghĩ nhiều đúng không? Không suy nghĩ rồi. Ok, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn rồi, thank you. Cảm ơn em. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bốc thăm nhé. Ở đây thì có phiếu. Ủa, Trinh đâu? Nguyễn Trinh đâu? Quên nữa. À, bạn đang thi trên kia. Ok, như vậy thì bây giờ là các em sẽ bốc mỗi người một phiếu. Phiếu còn lại sẽ là của Nguyễn Trinh. Thì mọi người cũng chứng kiến ha, đây là một sự công bằng nhé. Rồi, ok. Mời Dương Trang. Rồi các em cứ mở ra công khai đi nhé. Của Trinh nha. Không, rồi. Của Up luôn. Ok. Rồi của bạn này dính chắc rồi đúng không? Cố lên chị. Cố lên em ơi. Cố lên. Ok, cố lên. Rồi bây giờ cái này có phiếu của Trinh nhá, mình mở luôn nhá. Thế thì cái phiếu còn lại này là phiếu của Trinh nhá. Dù đã mất nhau. Ok. Thế là Trinh sẽ thay cho bạn ca sĩ đó. Các em thông báo giùm anh nhá. Bên ekip âm nhạc giúp anh chuẩn bị tập dượt cho Trinh gấp để mà Trinh kịp trình diễn cái version thứ hai Dù đã mất nhau. Rồi thôi Huyền ơi, cố gắng nhá. Anh hy vọng là các em sẽ làm tốt hai version này. Cảm ơn. Bye bye em. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ đến với ca khúc Cám Dỗ với phiên bản thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chào đón phần thể hiện của ca sĩ Huyền Candy cùng với phần thể hiện của Super Team. Biết ở phía trước sóng số ta đến nơi nào, chỉ
cuộc sống vẫn muôn màu. Và em tin điều diệu kỳ tên tình yêu. Đôi mình à, đôi mình đôi mình ca sĩ Huyền Caddy cùng với phần thể hiện của Super Team. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần chia sẻ của Super trước nha. Thực ra thì khi mà em nhận đề bài thì cái ý tưởng này là cái ý tưởng đầu tiên mà em sẽ hướng đến luôn. Năng lượng hơn, tươi hơn và có một chút gì đó nó gọi là mạnh mẽ trước những cám dỗ giống như cái đề bài của anh Nguyễn Hồng Thuận. Thì em chỉ có việc là mình phát triển tốt nhất mình có thể thôi. Vâng. Thế còn với Huyền Caddy thì khi thực hiện cái bản phối này ha, thì với cái chất giọng của em thì nó có khó khăn hay không? Cái phiên bản lần này sẽ có một cái gì đấy gọi là trẻ hơn, nhiệt huyết hơn, sung hơn. Em không biết là mọi người cảm thấy như thế nào, có hài lòng với phiên bản cám dỗ của bây giờ không ạ? Xin mời anh Minh Nhiên. Về cái tiết mục này, về cái phần anh nói phần phối trước đi ha, thì anh rất là thích. Yeah. Bản phối như là bạn cũng đã anh ta nói đó, nó rất là năng lượng, nó rất tươi lắm, nghe nó hứng khởi lắm. Thầy Oanh á là nó hoàn hảo. Wow yeah. Cá nhân anh thôi, anh là thích cái bản phối này hơn. Dạ. Yeah. Anh cảm giác nó hợp với cái giai điệu của bài hát này lắm. Và nó hợp với giọng hát của Huyền nữa. Đúng rồi. Huyền hát bài này cũng tốt hơn là cái phiên bản trước. Nhưng mà anh chỉ tiếc cái phần trình diễn của em cộng với cái bạn guitar. Nếu mà cái lúc mà những cái tiếng guitar bạn nó chạy ra tương tác với ca sĩ thì rất là đẹp. Nhìn nó sẽ máu lửa hơn. Còn đây mình hơi bị thụ động trong cái phần giờ trình diễn đó. Anh tiếc cái đó thôi. Chứ còn toàn bộ bài phối với giọng hát của Huyền này, theo anh là tiết phục này rất là hay. Cảm ơn anh. Sau khi mà em nghe cái version thứ hai này, em nói thật lòng là em cũng thích cái tiết mục này hơn. Cái bản phối này so với cái bản phối khi nãy đi, là những cái gì mà mình góp ý khi nãy là cảm giác như cái bản phối này khắc phục được hết luôn. Nói túm lại là em thích cái tiết mục này. Thấy chưa? Nhiều năng lượng. Bây giờ nếu mà cho anh coi lại tiết mục này á, là anh sẽ bấm nút. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cái trái tim 102 nếu mà anh thật sự anh quyết định. Nhiều khi nói bây giờ bấm vẫn được mà đúng không? Em là người khó tính nhưng mà em nói là có thật. Em bấm không đi. Phải như ai kia dễ tính nhưng bấm mà đi. nói mà lật. Bây giờ bấm đúng không? Bấm đi. Anh bấm cho em nha, mà anh thích cái bản phối này lắm. Rồi bấm. Khoan, trước khi bấm. Hả? Trước khi bấm cho em nói thêm tí xíu. Sao ạ? Sau khi mà anh bấm trái tim 102 đó thì nó xảy ra hai trường hợp. Lỡ bản phối sau nó hay quá đúng không? Đúng rồi. Đúng. Nếu như anh bấm mà bản phối sau hay quá là anh sẽ mất cái quyền chấm điểm. Dạ. Cái này cảm giác giống như tình yêu vậy ha, có một trái tim thôi, trao xong rồi là khúc sau không được hối hận. Đúng rồi Nhiên, anh có hai một. Nhưng mà nếu như vậy thì phải suy nghĩ kỹ chứ. Đúng rồi. Phải suy nghĩ kỹ trước khi mình bấm luôn nha. Để suy nghĩ nha. Anh khuyến khích em. Ok khích. Suy nghĩ kỹ nha. Em thích cái tiết mục này lắm. Và lúc này thì Huyền Caddy, em sẽ có hai sự lựa chọn. Một là em bán trái tim 102 cho chương trình. Và khi em bán thì em sẽ đổi lại được 3 điểm cho cái phần thi của mình trong ngày hôm nay. Và em sẽ có cơ hội để cộng điểm ngay khi mà chúng tôi công bố số điểm. Và lúc này đây thì nhạc sĩ Minh Nhiên có cơ hội sử dụng tiếp tục cái trái tim 102. Nếu như anh nghe những cái bản phối tiếp theo mà ưng quá, anh vẫn có thể sử dụng được. Hai là em quyết định giữ trái tim chung tình mà nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã dành cho em, đi đến với vòng cuối cùng, đó là đêm chung kết. Và lúc đó thì em sẽ có cơ hội được cộng 5 điểm trong đêm chung kết đó. Em muốn như thế nào? Quyết định của em ra sao?
Tính ra anh biết cái bài hát này nó phù hợp với chương trình ghê nhỉ. Cái bài hát Cám Dỗ luôn. Cám Dỗ. Bây giờ đó rõ ràng, chị thấy không? Đó thực tế luôn. 30 triệu thôi, đau lòng. Bây giờ ý kiến của Super Team trước đi. Dạ em nghĩ em sẽ bán trái tim này. Vì em nghĩ là mình mới chỉ bước với nhau những cái vòng đầu tiên thôi. Em nghĩ là em sẽ còn rất là nhiều cơ hội để mà chinh phục mọi người ở đây. Hay á, hay á. Hay á. Còn Huyền? Với cá nhân em thì nếu bây giờ em bán trái tim của em cho chương trình thì em chỉ được 3 điểm. Nhưng mà nếu mà em giữ lại đến cuối chương trình thì em sẽ được cộng 5 điểm vào chung kết. Giá trị tương đương với 300 triệu. Vậy tội gì em không để lại đến đêm chung kết ạ? Vậy được, quyết định của em cuối cùng như thế nào ạ? Bán đi, bán đi. Đừng bán. Bán đi. Bán đi. Và chốt của em đó là gì? Xin mời Huyền Kedi. Quyết định của em là em xin phép được giữ ạ. Thưa quý vị, như vậy là các bạn của đội Huyền Kedi đã quyết định giữ lại trái tim này đến vòng chung kết. Và nếu sử dụng trong vòng chung kết, các bạn sẽ được cộng 5 điểm cho phần thi của mình. Và cơ hội rất lớn để được có 300 triệu chiến thắng dành cho ngôi vị quán quân. Lần nữa xin được chúc mừng Huyền Kedi cùng với là Super Team. Cảm ơn các bạn. Quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số dành cho phần thể hiện của ca sĩ Huyền Kedi cùng với là Super Team. Thời gian bắt đầu. Xin được cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn ban giám khảo. Chưa đi đến hơn một nửa chặng đường mà chúng ta thấy là cuộc chiến đã trở nên rất là kịch tính với quả tim 102 từ nhạc sĩ Huyền Hồng Thuần. Thưa quý vị, và tiếp theo đây chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với bảng phối thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Vẫn là ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Nhiên, ca khúc Dù Đã Mất Nhau. Và lần này mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Viễn Trinh cùng với lại band 102. Anh, ta chia tay nhau nhé anh.
chi ngày qua. Xin anh giây phút sau cùng không để rồi. Hãy nói đi anh, mình mất nhau từ đây. Giờ phút chia tay xin nói câu biệt ly. Tiễn anh đi trên phố xưa hẹn hò. Muốn ôm anh như sao nghẹn ngào trao nước mắt. Nãy giờ em thấy mấy người kia nói nhiều quá, em ưu tiên cho anh Nam Khánh trước, anh không được nói gì hết nãy giờ. Thì trước tiên về mặt cái bài hát này, về cái cách hát của em thì với cái đoạn đầu anh cảm giác là em đang bị cuốn lên, bị cảm giác nó không có được thư thả thoải mái nữa trong cái đoạn điệp khúc cao trào á. Theo cái bản phối thì anh nghĩ là nếu mà em ghi lại xíu nữa nó sẽ có cái độ nặng sẽ tốt hơn. Điểm thứ nhì nữa là em phải coi lại cái vấn đề chọn cái tông của cái bài hát này so với cái tông giọng của em. Bởi vì cho đến cuối cùng khi lên trên cao, người ta nghe nó không bị hồi hộp. Thật sự ở dưới anh nghe anh hồi hộp. Không, cái bài này mình thông cảm với em đó một chút. Là cái bài này cái quãng hơi rộng. Cái quãng hơi rộng. Cái quãng đó là gần 2 quãng 8, còn một nốt là 2 quãng 8. Về tổng thể thì chị rất là thích cái bản phối này, cũng như là cái phần trình diễn của em ngày hôm nay. Ít nhất là chị cảm thấy rất là xúc động á, vì nó rất là rõ lời. Cái điều quan trọng là em đã like và rất là nhiều cái nốt rất là khó. Nên là chị thấy rằng là những cái lỗi đó đều có thể châm trước được. Về cái phần của em đó, em có một cái điểm cộng mà anh nghĩ rất là quan trọng trong một cái tiết mục. Cộng rồi đó nha. Của một ca sĩ đó. Đó là em rất rất là đẹp trong cái tiết mục này. Với cái bài phối là rumba, đúng không? Rumba rất là Latin, đúng chất rumba nhẹ nhàng. Anh rất thích cái bài này, cái version này của em. Yeah. Em hát nó ra đúng cái giai điệu và nó đúng cái tiết tấu mà anh viết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số mà chúng ta sẽ dành cho ca sĩ Viễn Trinh. Xin mời nhạc sĩ Minh Nhiên và ca sĩ Nam Khánh cùng với quý vị khán giả. Quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ thì mỗi một đêm chúng ta sẽ có 3 bản phối khác nhau và bây giờ sẽ là bản phối thứ 3 cho một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Cám Dỗ. Và mời quý vị cùng đến với phần thể hiện của ca sĩ Dương Nguyễn cùng với Kỳ Tích Band. Chẳng hề mang yêu thương.
sợ lòng mình lạc bước. Giữ tay em lại, em sợ lắm bóng đêm dài. Làm sao biết ở phía trước sóng gió ta đến nơi nào? Chỉ biết em cần lắm anh bên mình. Bằng tình yêu thương trao em, anh hãy giữ. Giữ tay em lại, đan vào gót tay em gầy. Rồi cơn gió tan như mây sẽ cho em giấc ngủ say. Để em tin vào một cuộc sống hơn muôn màu. Và em tin điều diệu kỳ đến tình yêu đôi mình. Giờ em đây, nếu em đây, giờ chưa lúc, con tim em ngã quậy. Vì quanh em bao nhiêu những con tim si mê, ao mong tham sân chỉ là trò đùa thế gian. Giờ em đây, nếu em đây, giờ chưa lúc, con tim em ngã quậy. Nhà xe kim cương không tồn tại yêu thương. Em sợ lòng mình lầm lừa lạc phương. Trước khi trời tối về thế rồi cả sáng, sống không dù sang tâm mình không phạm. Lòng tao bị giữ bao giờ là đáng đốt. Cháy lên hồn em bao ngày tháng. Bốn bức tường đang vây quanh, đứng sừng sững và kiên cố. Ý chí em sẽ quyết định. Sức mạnh em như mạnh hổ. Phá tan đi những ham muốn, phá tan đi những dục vọng, phá tan những thêm khát chê, kết thúc mọi đau khổ. Cha mẹ em cho em thân xác và tinh thần em cần được nở rộ. Như là hoa, như là ca bay thật xa. Nếu em đi, giữ trước lúc con tim em ngã quỵ. Giữ em đi, nếu em đi, giữ trước lúc em lạc vào u mê. Vì quanh em bao nhiêu những con tim si mê, chỉ là trò đùa thế gian. Nào nhà xe kim cương chẳng hề mang yêu thương. Em sợ lòng mình lạc bước. Giữ tay em lại, em sợ lắm bóng đêm dài. Em sợ lắm bóng đêm dài. Sao biết ở phía trước sóng gió ta đến nơi nào? Chúng ta vừa đến với một bản phối quá sức là ấn tượng. Tiết mục hôm nay rất hay. Yes. Tức là cái bài cắm dỗ này là xem xong là mình thấy mình đổ luôn đó. Cho anh hỏi một chút là khi nhận được bản phối cắm dỗ này, thế thì em đã đắn đo lựa chọn quyết định thực hiện bản phối ra sao? Khi mà em nhận được cái demo bài cắm dỗ của anh Nguyễn Hồng Thuận là một cái bài hát là về tình yêu đôi lứa. Cái khúc đầu thì em tạo ra một cái không gian ma mị là giữ em đi, nếu em đi, là giống như là một con quỷ dữ đang cười cợt và giễu cợt mình. Và quan trọng nhất là cái tinh thần của cái bài hát này, em muốn khơi dậy cái nội tại bên trong của con người đó hơn là sử dụng cái bên ngoài để mà hay. Dạ, giúp đỡ người đó. Dạ. Hay, chị thích. Vâng, cảm ơn em đã truyền một cái thông điệp rất là hay. Cái phần rap đó anh nghe rất là ấn tượng. Em viết trong thời gian bao lâu? Dạ, em viết trong vòng 15 phút. 15 phút? Wow. Dạ, tại vì em thật sự em rất là thích cái bài hát này của anh Nguyễn Hồng Thận. Thế còn với Dương Nguyễn thì như thế nào? Khi mà hát ca khúc này xong thì thực sự là em xúc động. Vì nó làm cho em cảm thấy là mọi thứ trong cuộc sống này đều có cám dỗ. Nhưng mà mình hãy sống, mình hãy vượt qua nó. Mình hãy sống làm sao cho ý nghĩa nhất, cho đẹp nhất, cho bố mẹ, cho gia đình và cho ý nghĩa cuộc sống này. Nên
khi mà với gặp một cái bản phối của Kỳ. Thật sự khi em hát em rất xúc động và em mong là mọi cám dỗ trong cuộc đời này ai cũng sẽ nên và hãy cố gắng vượt qua. Anh hiểu câu chuyện đó và chắc chắn là em là người đã phải rất là đắn đo khi mà vào trong thành phố Hồ Chí Minh để quyết định đi theo cái đam mê của mình và có thể nói không với những cái cám dỗ ở xung quanh mình. Đó là lý do tại sao mà anh thấy được cái giọt nước mắt của em, đúng không ạ? Cảm ơn em. Và bây giờ xin mời chia sẻ của anh Nam Khánh nha. Em cảm giác là hôm nay nó là một tiết mục trình diễn rất là hay. Rất hay, các bạn diễn rất hay. Phù hợp, tất cả mọi thứ từ cái bản phối cho đến cách diễn, tất cả mọi thứ nó ăn với nhau thành một khối tổng thể thống nhất không thể tách rời và hỗ trợ cho nhau rất nhiều, đem lại cảm xúc ngay tại thời điểm này cho mình. Mình rất thích tiết mục này của các bạn. Cảm ơn anh. Vâng. Bản chất là cái melody của anh Thuận á thì cũng gần, rất là gần với ballad, có thể nói là ballad, nhưng mà các bạn lại tạo ra một cái độc bản mới, là cái sự độc đáo đó là rất là phải có tài lắm mới quan sát được. Thì ngày hôm nay anh cảm giác là đến với chương trình 102 này, anh nghĩ thật sự cái người may mắn nhất sân khấu ngày hôm nay anh nghĩ là anh. Trước giờ là Thuận mình tự làm hòa âm này kia thì đôi khi là mình cứ bị cái áp đặt, cái suy nghĩ của mình là cái bài đó phải như thế đó, là phải hòa âm như vậy thôi, phải hát như vậy thôi. Và ngày hôm nay đến đây thì khi mà giao cái bài hát của anh cho chương trình đó thì anh được nghe ba bản phối, và thật sự là ba bản phối này nói thật là rất là tâm huyết. Và anh ngồi đây anh coi là đặc biệt như là Kỳ Tích đi, thì khi mà em nghiên cứu cái bài hát này, em nghiên cứu cái bài phối thì em đã tính là phải dàn dựng như thế nào, rồi cái người ca sĩ sẽ hát như thế nào, rồi dàn dựng sân khấu như thế nào, em phải rap như thế nào, và em đã đặt rất là nhiều tâm huyết vào đây. Và anh rất là mong là trên cái hành trình mà sự nghiệp của em về sau này nữa, trên cái con đường producer của em á, thì tiết mục nào, cái bài hát nào em cũng đặt hết tâm tư của mình vào như vậy, và anh nghĩ là em sẽ còn thành công rất nhiều nữa. Yeah. Cảm ơn. Còn về Dương Nguyễn á, thì thật ra là Thuận cũng đã biết bạn này khá lâu rồi, là cũng gặt hái được khá nhiều thành công và cũng đã quán quân cũng nhiều cuộc thi rồi đó chứ. Và anh cũng mong là chúc Dương Nguyễn trên con đường sự nghiệp của em sẽ có nhiều may mắn và nhiều thành công hơn nữa. Cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của nhạc sĩ Minh Nhiên và ca sĩ Nam Khánh sẽ dành cho phần thể hiện của ca sĩ Dương Nguyễn cùng với Kỳ Tích Tim. Thời gian dành cho quý vị khán giả bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với bản phối thứ 3 trong buổi tối ngày hôm nay. Và bản phối này là một ca khúc của nhạc sĩ Minh Nhiên, ca khúc Dù Đã Mất Nhau. Mời quý vị cùng đến với phần thể hiện của Trang Blue cùng với One Way Team. Yeah.
rồi, hãy nói đi anh, mình mất nhau từ đời. Giờ phút chia tay xin nói câu biệt ly, để anh đi chơi phố xa hẹn hò, muốn ôm anh sao ngàn ngào và chờ được mãi. Giọt nước mắt rơi khi bóng anh rời xa, chỉ mình em lang thang bước trên con đường. Cho anh hỏi một tí xíu là khi mà nhận cái ca khúc Dù Đã Mất Nhau của nhạc sĩ Minh Nhiên á, thì em đã suy nghĩ như thế nào về phương án cho bản phối của mình? Lần đầu khi nhận cái demo của anh nhạc sĩ Minh Nhiên thì em thấy đây là một bài hát nó mang một cái nội tâm rất là sâu sắc của một người con trai. Nhưng mà ở cái version của Trang Blue thì em xin phép đổi giai thoại nó là người con gái. Thì mặc dù là chia tay nhưng mà em muốn mang một cái màu sắc R&B của thời của chúng em, nó trẻ trung hơn nhưng mà nó sẽ không có bị quá hăng, nó sẽ rất là nhẹ nhàng và nó là một cái mong muốn từ bên trong của người con gái thôi. Cảm ơn em. Thế còn với Trang Blue là khi mà nhận cái bản phối R&B này thì anh thấy cái ca từ của anh Minh Nhiên viết á nó khá là nhiều. Và thường R&B thì người ta sẽ hát cái từ nó sẽ ít hơn một chút, thì em có bị khó khăn không? Dạ vâng, nếu mà để cho em hát cái ca khúc này ballad ấy, thì sẽ dễ hơn đối với em. Và em thì cũng chưa có nhiều trải nghiệm trong cái việc tình yêu cho lắm á, cho nên là cũng chắc là có lẽ cũng chưa có truyền tải được hết cái cảm xúc của bài hát cho tất cả mọi người. Cảm ơn em. Nguyễn Khang xin phép được mời nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Thì với anh cái bài phối này thì anh thấy nó phù hợp với bài hát này nhất. Nó vừa vặn và nó cũng phù hợp với tai nghe của khán giả ở thời điểm hiện tại nhất. Cảm ơn. Rồi. Còn viên về Trang Blue á, thì anh rất tiếc là anh phải nói cái điều này. Có nghĩa là khi mà em hát em chưa thật sự tạo được một cái điểm nhấn. Thì lý ra khi mà làm việc, hai bạn làm việc với nhau thì phải thống nhất với nhau là có một điểm nào đó để mình có thể mình tạo cái điểm nhấn gì đó bùng nổ hay là cái gì đó để cho khán giả nhớ tới mình ở cái tiết mục này. Anh hơi tiếc ở đó điều đó xíu thôi. Nếu mà xét về cái thời điểm hiện tại, giống như bạn team sản xuất của cái bài này nói là bây giờ đang đem cái hơi thở đương đại hiện đại vô cái bài hát này thì rất là phù hợp. Thực sự rất là phù hợp với bài này và với cái cách hát này luôn. Cả hai đều là phù hợp với nhau hết. Nhưng có một vấn đề là sau khi mà mình nghe xong cái bài này rồi mình không có ấn tượng. Mình không ấn tượng ở cái chỗ tức là mình không có rung động được. Cái này không phải thuộc về gọi là lỗi của bạn hay là lỗi của tôi. Chỉ đơn thuần nó là cảm xúc. Anh rất là đồng tình với ý kiến của tất cả mọi người đây về vấn đề khen chê về cái nhạc producer của em cũng là phần hát của Trang. Bây giờ anh chỉ nói thêm hai cái vấn đề nhỏ này, giờ không ai nói thì anh sẽ nhắc lại. Cái thứ nhất là Trang nói thời gian tập gấp rút á, em sợ em hát không có cảm xúc á, nhưng mà em yên tâm, anh thấy em hát bài hát vừa rồi rất có cảm xúc. Anh là tác giả viết rồi đó, nhưng mà anh nghe anh cảm đó thấy là từ tác giả đó nha. Nói chung là anh rất là hài lòng với cái tiết mục của em. Cảm ơn hai em. Trang cho điểm đi. Vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Bây giờ cho điểm nha. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là số điểm của nhạc sĩ Minh Nhiên, ca sĩ Nam Khánh cùng với quý vị khán giả có mặt tại trường quay dành cho phần thể hiện vừa rồi. Thời gian bắt đầu.
ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, trước khi đến với phần công bố kết quả thì chúng tôi xin phép được họp gia đình tí xíu. Nguyên Hằng xin được hỏi hai nhạc sĩ chủ đề ngày hôm nay. Các anh hãy cho chúng tôi biết một cách công tâm nhất là nãy giờ nghe ba bản phối cho từng bài hát của mình. Các anh thích cái bản phối nào nhất? Nếu mà để mà nó phù hợp với cái giai điệu và cái tiết tấu cái bài anh hát á, thì anh chọn cái bản phối của Ben 102. Wow. Tại vì với tiết tấu rumba nhẹ nhàng thì nó tôn lên được cái lời. Với ca sĩ nó có cái đức, có cái khoảng không để người ta có thể hát dạng chảy đó. Thì anh chọn cái version 2 á. Cái đó người ta gọi là xu hướng âm nhạc thời đại đó mọi người. Hiểu không? Gen Z người ta chọn cái bản đó, classic. Thế còn anh? Anh Gen Z mà, cho nên là anh chọn cái phương án, cái bản phối mà anh đã thả tim đó. Vâng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng quay trở lại sân khấu để cùng đến với phần công bố kết quả của đêm nay. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay của 102 The Only Show. Đó chính là phần công bố kết quả. Chúng ta đang cùng gặp gỡ lại 4 ca sĩ trên sân khấu. Và ngay bây giờ chúng tôi xin phép được nhắc lại về cách thức tính điểm của các thí sinh. Thưa quý vị, cách thức chấm điểm như sau. Chúng ta sẽ có 30% số điểm đến từ quý vị khán giả tại trường quay và 70% số điểm sẽ đến từ quý ban giám khảo khách mời cũng như là nhạc sĩ tác giả. Và trên thang điểm là 100 thì sẽ có 50% số điểm được chấm cho phần hòa âm phối khí và 50% còn lại sẽ chấm cho phần trình diễn của các ca sĩ. Như vậy thì rõ ràng chúng ta có thể thấy là sự kết hợp giữa các ca sĩ cũng như là các ban nhạc và team producer là vô cùng quan trọng để có một phần trình diễn tốt nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, chính xác là như vậy thưa quý vị, và một điều đặc biệt đã xảy ra ở trong số ngày hôm nay, đó chính là trái tim 102 đã lần đầu tiên được sử dụng, và như vậy thì ca sĩ của chúng ta đã quyết định giữ cái trái tim ấy cho đến vòng chung kết và bạn sẽ được cộng 5 điểm cho phần thi của mình ở đêm chung kết. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đón quay trở lại sân khấu các ca sĩ của đêm nay. Các ca sĩ cùng với lại nhóm của mình có bản phối hay nhất cũng như là có được phần trình diễn tốt nhất sẽ nhận được phần thưởng trị giá là 30 triệu đồng. Bây giờ sẽ là phần công bố kết quả đầu tiên dành cho ca sĩ Huyền Kedi cùng với nhóm của mình. Wow. Xin chúc mừng Huyền Kedi, điểm số của bạn là 98 điểm. Thưa quý vị, và tiếp theo sẽ là phần công bố số điểm của ca sĩ Viễn Trinh cùng với JPK và Ben 102. Chúng ta hãy cùng chờ đón nhé. Và 93 điểm xin được chúc mừng. Như vậy, Huyền Kedi đang tạm thời có số điểm cao nhất trong hai ca sĩ. Bây giờ sẽ là số điểm của ca sĩ Dương Nguyễn cùng với Kỳ Tích Tìm. Và đó chính là... Wow! 99 điểm! Xin chúc mừng Dương Nguyễn cùng với Kỳ Tích Tìm. Các bạn đang vươn lên ở vị trí số 1. Thưa quý vị, và ngay bây giờ rất hồi hộp khi chúng ta chỉ còn lại một kết quả chưa được công bố. Ca sĩ Trang Blue cùng với One Way. Hãy cùng chờ đón số điểm trên sân khấu. Xin mời. Okay. 91 điểm thưa quý vị. Thưa quý vị, như vậy người đã giành được chiến thắng chính là ca sĩ Dương Nguyễn cùng với Kỳ Tích Tim. Chúng tôi xin mời các vị giám khảo chúng ta cùng quay trở lại sân khấu. Và bây giờ chúng tôi xin mời Kỳ Tích Tim và Dương Nguyễn sẽ nhận phần thưởng từ tay nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi theo dõi xem đằng sau lớp mặt nạ này thì Kỳ Tích Tim chính là ai? Xin mời! Quý vị thân mến, khi mà chúng ta yêu thì người nhạc sĩ sẽ nhìn thấy cảm xúc đó và viết lên những bản nhạc. Vậy thì trong tình yêu, cho dù có những cảm xúc như là cám dỗ hay là dù có mất nhau, thì sau cùng tất cả những cảm xúc đó đều đáng được trân trọng.
Đó là tất cả những thông điệp mà chúng tôi muốn nhắn gửi đến tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề lựa chọn trong tình yêu. Một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi đến từ tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20:30 mỗi thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện. Một lần nữa Nguyên Khang cùng với Hồng Trang và tất cả những khách mời và các bạn ca sĩ cũng như là các team. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Thì mình hơi khó tính một chút và mình hơi đòi hỏi cao một tí. Thôi đừng khó. Phải khó chứ anh. Hay mà. Phê. Rồi bây giờ thích quá thì phải làm sao?